Nhìn chung thị trường giá gà hôm nay khá bình ổn, chỉ có giá gà Minh Dư đã lái giảm nhẹ từ 58.000 đồng mỗi kg xuống còn 57.000 đồng mỗi kg. Các địa phương khác có giá gà không đổi, vẫn ở mức cao, giá gà cao nhất ghi nhận tại các địa phương như Hà Nội, Đồng Nai, Cần Thơ. Giá vịt hôm nay ghi nhận thay đổi tại Đồng Nai, giá vịt Đồng Nai hôm nay tăng thêm 1.000 đồng mỗi kg so với hôm qua, có cùng giá bán với Cần Thơ, 57.000 đồng mỗi kg hiện nay mức giá này cũng là giá bán cao nhất cả nước. Giá trứng gà hôm nay vẫn yên ắn, không thay đổi, tương tự như thời gian vừa qua, dao động từ 1.700 đến 2.400 đồng mỗi kg. Trong đó, các tỉnh, thành phố giữ giá trứng gà cao là Đồng Nai, Hà Nội, Bình Định và Nghệ An. Giá da cầm hôm nay ngày 21 tháng 7, gà vịt chững giá cách phòng tránh bệnh cho gia cầm trong mùa mưa, giá gà thịt hôm nay, gà trắng dẫn giá sau hai ngày tăng giá liên tục giá gà công nghiệp lông trắng hôm nay có dấu hiệu chững lại. Giá gà trắng loại trên 3,6 kg mỗi con bán tại các trại ở miền Bắc cao nhất khoảng 35.000 đồng đến 36.000 đồng mỗi kg. Tại các trại ở các vùng phía Nam, giá gà lông trắng bán khoảng trên dưới 25.000 đồng mỗi kg. Giá gà lông màu ngắn ngày bán ở các vùng Đông Nam Bộ duy trì ở mức khoảng trên dưới 50.000 đồng mỗi kg. Giá gà ta Minh Dư có trại bán được trên 60.000 đồng mỗi kg giá gà nồi dao động từ 68.000 đồng đến 73.000 đồng mỗi kg. Giá gà mía bán ở các vùng Hà Nội, Hòa Bình ổn định ở mức trên dưới 80.000 đồng mỗi kg, loại trên 5 tháng bán khoảng 85.000 đồng mỗi kg. Giá gà ta lò bán tại các trại ở Bắc Giang, Hải Dương khoảng trên 60.000 đồng mỗi kg. Giá gà ta lai nuôi trên 4 tháng bán ở Thái Bình, Nam Định cao nhất khoảng gần 70.000 đồng mỗi kg giá gà ta lạc thủy loại trên 4,5 tháng bán tốt được trên 70.000 đồng mỗi kg. Giá vịt thịt không biến động, so sánh giá vịt hôm nay tại các vùng. Chúng tôi thấy giá vịt ở các vùng Đồng Nai, Long An đang ở mức cao nhất khoảng 54.000 đồng mỗi kg. Giá vịt bơ bán tại các vùng này từ 52.000 đồng đến 53.000 đồng mỗi kg. Giá vịt bơ bán tại các tỉnh miền Trung khoảng trên dưới 50.000 đồng mỗi kg giá vịt cánh trắng loại đẹp bán khoảng 47.000 đồng đến 48.000 đồng mỗi kg. Theo ông Phạm Văn Lai, thương lái thu mua vịt ở Hà Nội, giá vịt hôm nay vẫn đang ở mức cao, các trại tiêu thụ hàng rất thuận lợi. Giá các mặt hàng vịt thịt dao động từ 46.000 đồng đến khoảng trên dưới 50.000 đồng mỗi kg. Thời điểm này nguồn cung vịt vẫn khá hạn chế nên giá vịt vẫn sẽ ở mức cao dài ngày. Ông Lai chia sẻ. Giá vịt xin bán tại các vùng đông Nam Bộ cao nhất khoảng trên 60.000 đồng mỗi kg. Giá vịt trời bán tại các vùng miền Trung cao nhất khoảng trên 80.000 đồng mỗi con. Giá vịt để thải loại bán buôn từ 65.000 đồng đến 70.000 đồng mỗi con. Giá ngang thịt bán từ 64.000 đồng đến trên 70.000 đồng mỗi kg. Giá ngang già thải bán khoảng 75.000 đồng mỗi kg. Giá vịt cổ xanh vịt thả suối nuôi 3,5 tháng bán khoảng trên 70.000 đồng mỗi kg giá vịt biển loại gần 3 kg con trên 85 đến 93 ngày tuổi bằng thức ăn hữu cơ tự phối trộn bán khoảng 100.000 đồng mỗi kg. Giá gà, vịt tại các trại cụ thể như sau, giá gà thịt lông màu ngắn ngày, miền Bắc dao động trong khoảng 50.000 đồng mỗi kg. Gà thịt lông màu ngắn ngày, miền Trung dao động trong khoảng 50.000 đồng mỗi kg. Gà thịt lông màu ngắn ngày, miền Đông dao động trong khoảng 45.000 đồng mỗi kg. Gà thịt lông màu ngắn ngày miền Tây dao động trong khoảng 46.000 đồng mỗi kg. Gà thịt, miền Bắc dao động trong khoảng 32.000 đồng mỗi kg. Gà thịt, miền Trung dao động trong khoảng 33.000 đồng mỗi kg. Gà thịt, miền Đông dao động trong khoảng 33.000 đồng mỗi kg. Gà thịt, miền Tây dao động trong khoảng 33.000 đồng mỗi kg. Giá vịt thịt Super M, miền Đông dao động trong khoảng 51.000 đến 53.000 đồng mỗi kg. Giá vịt thịt Trim Bao miền Đông dao động trong khoảng 50.000 đến 52.000 đồng mỗi kg.